Năm 2019 đã cận kề, thông tin đang được nhiều người quan tâm là hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có bắn pháo hoa vào thời khắc chuyển giao năm mới hay không. Khác với những năm trước, năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau không xa. Đây cũng là một trong những lý do khiến Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2019 mà chỉ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Dự kiến, địa điểm bắn pháo hoa vẫn được tổ chức như năm 2018, tức là thực hiện trên 30 quận, huyện với 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn pháo hoa tầng thấp. Thời lượng dự tính là 15 phút. Ngày 5 tháng 2 năm 2019, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 2 điểm Tết Dương lịch. Trong thông báo về các hoạt động lễ hội đón chào năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Dương lịch tại hai địa điểm gồm đường hầm sông Sài Gòn là quận 2 và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được chi từ nguồn kinh phí xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại đường hầm sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2 năm 2019, tức mùng 1 Tết Nguyên đán. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phục vụ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật và đếm ngược thời khắc giao thừa Tết Dương lịch năm 2019, thành phố sẽ cấm phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường, cụ thể từ 20 giờ ngày 31 tháng 12 đến 0 giờ 20 phút ngày 1 tháng 1. Tất cả các phương tiện vào các tuyến đường là Nguyễn Tất Thành quận 4 đoạn qua đường Hoàng Diệu của cầu Khánh Hội, đường Tôn Đức Thắng quận 1 đoạn qua công trường Mê Linh cầu Khánh Hội, đường Đồng Khởi quận 1 đoạn qua Ngô Đức Kế, Tôn Đức Thắng, đường Hải Triều quận 1 đoạn qua Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi quận 1 đoạn Hồ Tùng Mậu, Tôn Đức Thắng từ 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 đến 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh từ Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào đường Nguyễn Huệ quận 1. Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo người hâm mộ khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Móng, cầu Ca Mét, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cây cầu trên đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem bắn pháo hoa. Bên này nè.